Chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách móc mẫu giày len cột dây cho bé xinh xắn như thế này. Thì dụng cụ gồm có len miêu cô tông, kim móc, mình dùng kim móc 2 đầu số 4, kéo cắt len và đế xốp, dùng để dán đế cho đôi giày. Ở đây mình đã cắt sẵn. Đầu tiên, các bạn dùng màu xám móc cho mình một mặt đế giày len. Thì ở đây mình có móc sẵn một mặt đế giày như thế này. Ở clip trước mình có hướng dẫn cho các bạn cách móc mẫu mặt đế này, thì mình có để link ở phần mô tả, các bạn nhấp link tham khảo nha. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách móc phần thân. Đầu tiên, các bạn móc cho mình hai mũi móc xích ở cái chân móc thứ tư của cái mặt đế này, tính từ cái chân mũi dời này. 1, 2, 3, 4. Các bạn đâm kim qua cái chân phía ngoài của cái mặt đế. Sau đó móc và kéo len qua chân móc, móc lên cho mình hai mũi móc xích. Và móc một mũi nữa kép vào cái chân móc vừa móc. Chân kế bên các bạn cũng móc cho mình một mũi nữa kép ở cái chân phía ngoài này. Tiếp đến cũng móc cho mình một mũi nửa kép. Các bạn cứ làm lần lượt như vậy cho đến khi được 18 mũi nửa kép ở 18 chân móc. Sau khi móc được 18 mũi nửa kép ở 18 chân móc, các bạn móc lên cho mình hai mũi móc xích. Sau đó quay ngược dây móc lại. Móc cho mình mỗi chân móc là một mũi móc kép. 1, 2. Các bạn cứ móc như vậy cho mình cho đến hết hàng. Sau khi móc xong 18 mũi kép đơn, các bạn móc tiếp lên cho mình 2 mũi móc xích. Sau đó quay ngược đầu móc lại. Cũng móc tiếp cho mình 18 chân móc, mỗi chân móc là một mũi kép đơn. Sau khi móc xong hàng thứ 3, các bạn cũng tiếp tục móc lên cho mình 2 mũi móc xích, quay ngược đầu móc lại và cũng tiếp tục móc ở 18 chân móc này, mỗi chân móc là một mũi kép đơn. Sau khi móc được 4 hàng móc như thế này, các bạn móc lên cho mình một mũi móc xích, kéo và cắt len. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành móc phần dây. Các bạn tạo cho mình một vòng tròn. Móc và kéo len qua vòng tròn. Sau đó móc lên cho mình hai mũi móc xích. Móc vào cái vòng tròn này hai mũi kép đơn. Sau đó móc lên cho mình hai mũi móc xích. Và móc vào cái vòng tròn này một mũi dời, đồng thời guốc cái phần len này lại. Sau đó các bạn móc lên cho mình 100 mũi móc xích. Tùy theo cái độ dài mà các bạn mong muốn để cột cái phần dây này vào cái phần cổ chân của bé. Sau khi móc xong được một sợi dây móc xích như thế này, các bạn tiếp tục móc cho mình một mũi đơn vào cái phần thân của gót giày này, vào cái chân móc đầu tiên một mũi đơn. Chân móc kế tiếp cũng móc cho mình một mũi đơn. Làm tương tự như vậy cho đến hết hàng, mỗi chân móc là một mũi đơn. Sau khi móc đến cuối hàng thì các bạn cũng tiếp tục móc cho mình một dây móc xích bằng với cái dây móc xích lúc nãy mình vừa móc. Sau khi móc xong được một sợi dây móc xích bằng với sợi dây ban đầu thì các bạn cũng tiến hành móc lên cho mình hai mũi móc xích và móc vào cái chân móc này hai mũi kép đơn.
sau đó lên hai mũi móc xích và móc vào chân móc này một mũi dời, sau đó móc lên một mũi móc xích để kết hàng và cắt len. Các bạn giấu cái phần len thừa này vào trong cái cánh mà chúng ta vừa mới tạo. Sau khi giấu len xong thì chúng ta sẽ được một cái phần gót giày như thế này. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành móc phần mũi giày. Các bạn gấp đôi mặt đế lại cho mình. Sau đó tính từ cái chân mũi này các bạn tính ra 1, 2, 3, 4. Chúng ta bắt đầu móc vào cái chân móc thứ 5. Các bạn cũng móc cho mình vào cái chân móc ở phía ngoài. Chân móc ở phía ngoài của cái mũi móc này. Các bạn móc vào cho mình một mũi dời. Sau đó tiến hành móc vào cái 7 cái chân móc kế bên. Mỗi chân móc là một mũi móc đơn. Chân móc kế bên các bạn móc cho mình một mũi dời. Sau đó các bạn móc tiếp cho mình một mũi dời vào cái chân móc kế bên này. Quay ngược đầu móc lại. Và móc cho mình ở cái chân móc đầu tiên này hai mũi đơn. Năm chân móc kế tiếp các bạn móc cho mình mỗi chân móc là một mũi móc đơn. Ở cái chân móc cuối cùng các bạn móc cho mình hai mũi móc đơn vào chân móc này. Sau đó các bạn dùng mũi dời móc vào chân móc kế bên. Các bạn lưu ý móc cho mình luồn từ ngoài vào trong của chân móc. Móc và kéo len qua chân móc. Sau đó tiếp tục luồn từ ngoài vào trong chân móc. Móc và kéo len qua chân móc để gây nên hàng thứ hai. Làm như vậy thì cái mũi móc của chúng ta sẽ được giấu vào bên trong, nó sẽ đẹp hơn. Tiếp tục ở hàng thứ ba này các bạn cũng móc cho mình cái mũi móc đầu tiên, móc cho mình hai mũi móc đơn và cái chân móc này. Kế đến các bạn cũng móc cho mình mỗi chân móc là một mũi móc đơn. Cái chân cuối cùng này các bạn móc cho mình vào đây hai mũi móc đơn cùng chân. Sau đó dùng mũi dời để móc vào cái chân bên cạnh này. Và tiếp tục dùng một mũi dời móc vào chân kế bên. Quay ngược đầu móc lại. Móc vào chân móc đầu tiên hai mũi đơn. Các chân móc còn lại mỗi chân móc là một mũi đơn. Và chân móc cuối cùng là hai mũi đơn cùng chân. Các bạn cứ làm lần lượt như vậy cho đến khi hàng móc của chúng ta được 19 mũi. Sau khi chúng ta tăng mũi xong thì cái hàng móc của chúng ta sẽ được 19 mũi. Các bạn cũng tiếp tục móc cho mình một mũi dời vào chân móc kế bên. Sau đó quay ngược đầu móc lại. Ở các hàng móc này các bạn sẽ móc cho mình 19 mũi và không thêm mũi nữa. Sau khi móc cái phần mũi dày này được 1/3 cái phần mặt đế thì chúng ta tiến hành quay ngược đầu móc lại. Móc vào chân móc đầu tiên một mũi dời. 7 chân móc kế tiếp cũng móc cho mình mỗi chân móc là một mũi dời. Sau đó các bạn móc lên cho mình hai mũi móc xích. Móc vào chân móc kế bên một mũi kép đơn. 3 chân móc kế tiếp cũng móc cho mình mỗi chân móc là một mũi kép đơn. Sau khi móc được 4 mũi kép đơn như thế này, các bạn móc lên cho mình hai mũi móc xích. Quay ngược đầu móc lại.
Ta móc vào bốn chân móc này, mỗi chân móc là một mũi kép đơn. Các bạn tiếp tục móc lên hai mũi móc xích. Quay ngược đầu móc lại. Móc vào bốn chân móc này, mỗi chân móc một mũi kép đơn. Sau đó các bạn tiến hành kéo len và cắt cho mình một đoạn dây tầm khoảng 10 đến 15 phân để chúng ta dùng cái đoạn dây này may cái phần nút này, may ngược vào trong như thế này. Sau khi may xong thì các bạn tiến hành luồn chéo hai cái sợi dây này vào trong cái nút đó. Chúng ta sẽ được một mẫu giày như thế này. Và bây giờ chúng ta sẽ tiến hành móc thêm một cái phần mũi giày để cái giày của chúng ta được nổi hơn. Các bạn móc cho mình một mũi dời vào cái chân móc này. Cái chân móc này là cái chân móc đối diện của cái chân mũi dời mà chúng ta bắt đầu gây nên cái phần mũi giày. Móc cho mình một mũi dời vào đây. Sau đó các bạn gây nên hai mũi móc xích. Móc cho mình vào chân móc kế bên một mũi kép đơn. Tiếp tục chân móc kế bên cũng một mũi kép đơn. Ở hai chân móc kế tiếp các bạn móc cho mình thành một mũi chụm. Là hai chân móc này chúng ta sẽ móc thành một chân. Tiếp tục hai chân móc kế tiếp mỗi chân móc là một mũi kép đơn. Sau đó các bạn gây nên hai mũi móc xích. Và móc vào cái chân móc cuối cùng này một mũi dời. Sau đó lên một mũi móc xích, kéo và cắt len. Các bạn sẽ giấu cái phần len thừa này vào mặt trong của cái phần mũi này. Sau đó các bạn dùng keo nến để dán cái phần mũi này vào trong cái đỉnh giày. Và chúng ta tiến hành dán cái mặt đế này vào trong cái đế len của chiếc giày. Sau khi chúng ta dán cái phần đế xốp này và cái phần đỉnh giày này vào chiếc giày của chúng ta thì chúng ta sẽ được một đôi giày cứng cáp như thế này. Chúc các bạn thành công!